Còn ở quê nhà Hải Phòng, thân nhân của thủy thủ tàu Giang Hải đứng ngồi không yên khi mà nghe tin dữ từ Philippines. Vẫn biết nghề đi biển tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nhưng việc người nhà gặp phải cướp biển và bị bắt giữ làm con tin thì đã khiến cho họ thực sự bất ngờ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay. Hơn một ngày sau khi nghe tin đứa con trai Vũ Đức Hạnh bị cướp biển bắn chết, người mẹ này gần như gục ngã. Nguyện vọng ở nhà giờ chỉ muốn nhanh cho cháu về thôi, chẳng biết làm ăn làm sao thì cậy nhờ chính quyền giải quyết cho cháu nhanh chóng về, càng nhanh càng tốt, chẳng biết nói cái gì được cả. Càng để cháu càng lâu càng đau ruột lắm. Học xong cấp 3, Vũ Đức Hạnh đi bộ đội và học nghề sau khi ra quân. Được người chú họ là Bùi Xuân Viện, cũng chính là thuyền trưởng tàu Giang Hải, dìu dắt để theo nghề viễn dương. Trong chuyến đi này, cháu bị bắn chết, chú thì chưa rõ số phận ra sao. Liên lạc bị cắt đứt, giờ cả gia đình anh Viện như ngồi trên đống lửa. Sáng hôm chủ nhật anh vẫn gọi về, nghĩ là xảy ra một cái sự cố như thế. Đến lúc em nó gọi cũng không nghĩ ra đấy, không nghĩ là anh lại bị như thế. Hai ngày nay, công ty cổ phần vận tải biển quốc tế, chủ tàu Giang Hải đã đưa thông báo đến tất cả các thân nhân thuyền viên đi tàu về vụ việc. Hiện tâm lý, sức khỏe của 10 thuyền viên còn lại trên tàu đã ổn định và đang được phía cảnh sát Malaysia và Philippines lấy lời khai để điều tra. Sau khi chúng lên tàu, thực tế thì khi mà cướp biển muốn tấn công thì đối với tàu chúng tôi là một cái việc cực kỳ hạn chế. Vì tàu chở 4.500 tấn hàng, mớ nước chỉ còn 1,5 mét. Mà tàu của bọn cướp biển là xuồng nhỏ, tốc độ cao, chúng có súng, cho nên cái việc mà tránh khỏi cướp biển là một việc rất khó. Trên tàu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn là đèn pha là 1, ròng cứu hỏa là 2, người nồm là 3. Nhưng thuyền viên là phải tăng ca trực, nhưng vẫn không thoát được bọn cướp biển. Trong những vụ việc tương tự, thường cướp biển chỉ quan tâm đến việc đòi tiền chuộc mà không làm tổn hại đến các con tin. Trung bình sau khoảng một tuần, nhóm cướp biển sẽ liên hệ với chủ tàu và ra yêu sách. Tuy nhiên, nếu không thỏa thuận được thì thật khó để đưa các thuyền viên về như những gì đã diễn ra với tàu Royal 16 cách đây 6 tháng. Trong kinh nghiệm là cướp biển của Philippines, không ăn cướp hàng hóa mà chủ yếu là bắt người để tống tiền. Vì chẳng hạn cái tàu Royal 16 chúng tôi được biết là chúng nó bắt 6 người và gọi điện về là yêu cầu chuộc với số tiền rất lớn. Cho nên còn về hàng hóa thì hầu như chúng nó không đồng chạm đến. Và thứ hai nữa là hàng hóa mà tàu Việt Nam chuyên chở chủ yếu là hàng giá trị thấp và khó lấy, cho nên chúng cũng chẳng... Thông thường như chúng tôi biết ở tàu Royal 16 thì khoảng sau một tuần chúng nó mới gọi lại. Còn đối với tàu của công ty chúng tôi, đến thời điểm này chưa thấy thông tin gì từ bọn cướp biển. Liên quan đến vụ việc này, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Philippines và Malaysia cùng với các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam.